Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Minh Hao TV. Hôm nay mình mời mọi người cùng mình tham quan vườn tre của người Hàn trồng ha. Xem vườn tre của người Hàn trồng có gì khác biệt so với tre Việt Nam mình không nha. Mời mọi người cùng tham quan vườn tre với mình cho vui nha. Đây mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ vào mình tham quan vườn tre nha, xem vườn tre của Hàn như thế nào ha. Măng rồi mọi người thấy măng không? Wow, măng quá chừng luôn nè. Mọc lởm chởm mọi người, quá chừng nhiều măng luôn. Tre già măng mọc ha. Tre bên đây lạ không mọi người? Nó chỉ mọc riêng lẻ từng cây một thôi ha. Nó không có mọc thành bụi như tre bên Việt Nam mình ha. Măng quá chừng luôn nè. Ở đây măng lên cao quá chừng luôn nè. Quá trời nhạt, quá trời nhạt, dính nhạt quá rồi mới về có để được không nữa. Đây là cái bản đồ. Ở nơi đây thì người ta cấm các phương tiện giao thông với mọi người, như xe đạp, đồ xe mà để đẩy chơi đồ các kiểu á. Nhưng mà đối với những người khuyết tật thì sẽ được ưu tiên á. Như trước mắt là người khuyết tật người ta đi xe đó, đi tham quan đó, nên được ưu tiên cho xe vô ha. Nhìn vườn tre xanh mát kia, măng cũng quá chừng nhiều luôn mọi người. Tre như thế này thì khi mình thu hoạch á, nó cũng rất là tiện lợi luôn ha. Bên hàng nè mọi người, tre người ta dùng để dệt vải nè, dệt khăn nè, nhất là khăn cho em bé, cho trẻ sơ sinh đó, mà được dệt bằng tre này nó rất là đắt tiền luôn, mà nó tốt lắm đó mọi người ơi. Nó rất là mềm mịn mà nó bóng, mình gọi tới cái khăn nó bóng mịn luôn, nó mềm lắm, nó không bao giờ bị cứng đâu. Con cái nó hơi nhào thôi, nó mềm quá mình chặt nhiều lần nó sẽ bị nhào rồi, nhưng mà xài rất là tốt, rất là phù hợp cho trẻ sơ sinh luôn á, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ á. Ồ, mọi người thấy không? Còn một đường dài đó nữa kìa.
đi hết cái vườn tre này chắc hết ngày chưa hết chỗ mọi người ơi. Mình đi ra ngoài này mình chơi xíu đi. Quá chừng măng luôn rồi. Đây con sông đây. Một con đường dài, quá chừng dài luôn ha mọi người ha. Đây con sông xinh đẹp đây. Nước trong xanh luôn mọi người. Đi vô đây cho mát đi. Ồ măng quá chừng măng luôn kìa. Mọi người thấy măng không? Mọi người thấy măng mọc không? Lạc vào đây tưởng tượng như là mình đang ở Việt Nam. Đây là loại cỏ, loại hoa gì mà ngộ mọi người. Hoa mọc rất lạ luôn ha. Hoa rất là nhỏ luôn. Nhưng mà mọc thì mọc rất là chiều mọc. Hình như là hướng theo ánh nắng mặt trời thì phải. Mình giống như mình thấy cái cây nó đổ nó nghiêng cái nào. Cái cách mọc rất là lạ luôn. Đây đi vô 25m là có nhà vệ sinh công cộng ở trong đây nè mọi người. Đó, nhà vệ sinh công cộng trong đó đó. Ở bên Hà này cũng hay đó mọi người, cứ như là người ta phát triển trước con người phát triển á. Người ta sẽ lường trước được là nó sẽ phát triển, thời gian tới nó sẽ phát triển như thế nào nên người ta chuẩn bị sẵn hơn mọi người. Nên khi mà con người phát triển theo thì nó rất là thuận tiện. Mọi người thấy cây cầu rất là đặc biệt không? Cầu rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là đẹp.
Giờ mình sẽ đi đâu về đâu đây mọi người? Nhiều đường quá mình không biết đi đâu về đâu mọi người ơi. Đi họ không biết đường ra luôn á. Có khi nào mình đi mà mình đi lạc không mọi người? Một bụi tre bình thường thôi mà người ta làm gì, ta làm nhìn đẹp không? Ta làm để cho mình tham quan á. Minh ơi. Ơi. Đây là những nơi chụp hình đẹp đây. Đi vào rừng tre lại nhớ cái bài thơ ngày xưa mình học. Mình học văn học, không nhớ là lớp mấy mình quên rồi mọi người. 4 lớp 5 gì á. Có bài văn học và tre Việt Nam á. Tre xanh xanh tự bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Thân gầy guộc lá mong manh, mà sao nên lĩ nên thành tre ơi. Ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù đất sỏi đó vôi cằn cụi. Mình thuộc cơ bản chứ nhiêu thôi, nhưng mình nhớ bài thơ nó dài lắm, rất là hay. Bây giờ không nhớ được nhiều. Người ta làm cái thằng gà này cũng là từ tre thôi mọi người. Hay quá, nhìn đơn giản mà đẹp. Đơn giản mà đẹp ghê luôn á. Công nhận người ta nghĩ ra nhiều cái cách mà để phát triển du lịch rất là hay nha. Không có gì cầu kỳ hết trơn. Nhưng mà rất là đẹp, gần gũi. Tại thu hút được nhiều khách du lịch nữa. Che yeah. À, đây là người ta để cho mình ghi kỷ niệm á. Mình muốn ghi kỷ niệm gì lên đây là mình ghi nè mọi người. Mình đợi xíu mình ghi mới được. Mình muốn ghi gì là mình ghi á. Người ta để cho mình ghi quá, mình phải ghi mới được. Ở đây thì cơn can tê ha kỳ bớt xây kỳ. Người ta làm mấy cái cây đó đó mọi người, là để cho mình đo cái độ mập ốm. Chưa lâu sức sức hơn mà có đẹp quá, nhìn đơn sơ mà đẹp quá.
mình đi qua đó mình từ từ cái kẻ kẻ mình coi để mình lọt từ cái kẻ nào á, phải biết được cái độ mập ốm của mình như thế nào. Đây đó, đây là mấy cái đèn á mọi người, là đèn đó, ban đêm người ta pha đèn lên nhìn đẹp lắm. Đi vô đây hồi chắc lạc đường quá mọi người ơi, chúng mê cung chặn quá, đi hoài không hết đường. Công nhận bờ sông này nó lớn ghê á.